Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã tìm được mái ấm hạnh phúc bên nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh. Cô chính là cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, chị họ của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Được biết, bên cạnh hai cậu con trai với nghệ sĩ Trinh Trinh, nam nghệ sĩ còn có ba cô công chúa xinh đẹp, tài giỏi là Kim Phụng, Gia Linh và Gia Hân. Trong đó, khác với Kim Phụng và Gia Linh thường xuất hiện trên truyền thông, thì Gia Hân lại có cuộc sống kín tiếng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vừa khiến dân mạng trầm trồ khi đăng tải hình ảnh bên con gái Gia Hân. Có thể thấy, cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và gu thời trang cá tính. Được biết, Gia Hân sinh năm 2002, hiện đang học lớp 11 tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Dưới bài viết, rất nhiều người đã dành lời khen đến vẻ ngoài hấp tuổi của nam nghệ sĩ cùng nhan sắc nổi bật của Gia Hân. Ai nấy đều công nhận cô nàng thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố lẫn mẹ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long từng khen ngợi rằng Mỹ X còn sở hữu chất giọng tốt, hoàn toàn có thể trở thành truyền nhân của mình.